Đây nhá, đây mời mời phái đoàn vào VIP 2 nhá. Cún nhìn đi bà, nhìn. Nào mời phái đoàn vào VIP 2 nhá, đi xuống dưới này đây. Thẳng lưng lên, không được gù. Thẳng lưng lên không được gù. Đây VIP 2 đây, con đỡ bà từng bậc một. Đỡ bà từng bậc một nào. Bà đi xuống không? Không được. Nào. Đây rất là đẹp luôn. Đây, đây ở nhà thi đấu đa năng huyện An Lão đây. Đối diện đây là nhà hàng Tre Việt đây. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2023. Cún vừa thi đỗ xong bằng lái xe máy hạng A1. Hôm nay là tổ chức liên hoan chúc mừng Cún. Đây, rất là đẹp. Đỡ bà đi. Cún cứ đứng hạng xuống, bà mới bước xuống, bà bước xuống. Nó sẽ hơi bềnh một tí, bà bước xuống. Cháu đứng trên, con Cún đứng dưới thì bà bước xuống. Chưa được, chưa được, bà đứng yên. Đứng yên. Đấy, đây là nhà hàng nổi nhé các bạn nhé. Đây này, nổi đây này, đấy. Thế đây, chứ đi, đấy, để bà đi xuống là bà đầu bềnh mặt trận. Đấy nổi đây, ở đây ở dưới này là ao cá nhá. Đấy bên này là nhà thi đấu đa năng huyện An Lão. Đấy rất là đẹp chưa. Đây hoành tráng đây, sinh thái Tre Việt đây. Đây mát lắm, đây đang ngồi dưới nước mà. Đây ngồi dưới nước đây. Đây là phòng VIP 2 nhé các bạn nhé. Đấy đẹp lắm. Đẹp chưa. Bia Hà Nội. Đóng cửa vào và điều hòa nhé. Cứ để từ từ để cho gió nó mát tí đã. Rồi, gió mát ngồi dưới nước mà mát nào. Đây giới thiệu mọi người nhá. Đây là bà nội này, đấy. Đây bà ngoại đây. Đến đây là ông ngoại đây. Cái nhân vật chính lẫn là vừa mới đi ra ngoài đây. Đây. Đây là keo nặng kẹo nhá. Nhá. Mà hai chị em xinh gái. Mà sao nhìn bây giờ mặt hai đứa lại khác nhau, một đứa mặt nó tròn lăng lẳng như là cái bánh bẹt kia. Okay. Một đứa thì xinh gái. Vâng, cảm ơn ạ. Tóc thì xoăn nha. Xoăn như mì tôm nhỉ. Nó này có cái răng. Con kẹo ơi, con này cũng xinh xinh hết. Đấy nhá. Kia là anh BM nhá. Đây là anh BM nhá. Đây. Thôi bật điều hòa đi ông nóng. Thành thương hiệu ô tô của bố cháu. Đấy. Đây là chị Hồng Hạnh nhá. Đấy, chị Hồng Hạnh người Hà Nội chính gốc đây. Trên Hà Nội vừa lên đây. Đấy. Đây. Cầm đây quay bố cái. Cầm đây quay bố cái. Đây đứng đấy đời. Cũng còn bố đứng nói. Anh Thanh Bình đây. Bố quay ngược lại camera. Đây. Em quay ngược lại camera để làm sao? Đây không xuất hiện được. Quay ngược lại camera. Đây là người bí ẩn được, không cần người bí ẩn được. Thế còn bây giờ là còn đang đợi chờ là anh một nhân vật nhá. Là trưởng nam nhá. Trưởng nam bây giờ còn một anh trưởng nam. Đấy anh chưa đến nhá. Đấy. Thôi không cần đâu.